trên gốc ươm từ hạt. Đây là cái gốc mít ươm từ hạt. Bây giờ dùng dao ghép cắt hai đường hai bên. Và mắt ghép được cắt ở hai đầu. Sau đó dùng dây ni lông dẻo quấn lại. Và dùng bao ni lông trùm kín lại. Và sau một tháng tháo bao ni lông ra thì ngay cái chòi ghép của cây mít nó bắt đầu nảy mầm và nó phát triển thành một cây con mới như cây mà chúng ta đang xem ở đây. Thì cây này một tháng sau khi tháo bao ni lông, nghĩa là hai tháng sau khi ghép, thì nó được một cây như thế này. Cây này mới có hai lá thôi, mà khi nó phát triển lên thì được một cây 4-5 lá thì có thể đem đi trồng được. Đó, như cây này. Cây này thì khoảng 2 tháng sau khi tháo bao ni lông, nghĩa là 3 tháng sau khi ghép.